Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Cả Người Đều Là Bảo của tác giả Quyết Tuyệt, giọng đọc Lãm, tập 12. Tuy thế giới này không tồn tại linh khí, nhưng bản thân của mấy gốc thực vật kia đều là linh dược. Nhậm Sinh lại dùng tức nhượng thúc cho nó trưởng thành, trong cơ thể thực vật chắc chắn có chứa linh khí. Một chút linh khí như vậy nếu đổi lại là tu chân giới trước kia chắc chắn sẽ bị đám tu chân giả ghét bỏ. Nhưng ở thế giới khiếm khuyết linh lực như thế này, đối với một đám người không biết tu chân là gì mà nói lại vô cùng trân quý. Chỉ riêng sức công kích thôi thì ngựa nơi này cũng không thua kém tu chân giả là bao. Rất nhiều người trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại. Nhưng năng lượng của bọn họ lại không thể tẩm bổ cho thân thể, có chút còn ngược lại tổn hại thân thể. Với tình trạng như vậy thì dùng một ít linh dược để bồi bổ cũng là chuyện tốt. Chế tạo thuốc tại sao có thể qua loa sơ sài như vậy? Mỗi dạng thuốc đều phải nghiên cứu cẩn thận, thí nghiệm tới lui vô số lần, cuối cùng lựa chọn ra phương án thích hợp nhất để tiến hành chế tạo. Đằng lão thật sự là không còn lời nào để nói, sư phụ này thật sự đáng tin cậy không vậy? Vậy hả? Nhậm Sinh tò mò hỏi. Tất nhiên, để ta nói cho mà nghe. Đằng lão bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại những nghiên cứu tâm đắc mấy năm nay của mình. Vậy lão từ từ nghiên cứu đi, tôi làm thêm một ít rồi qua chỗ của Lăng Vũ đây. Nhậm Sinh nghe cả buổi mà chả hiểu được cái gì, có mấy thứ toàn dùng thuật ngữ chuyên môn nghe không có hiểu. Trong lòng tự dưng cảm thấy tưởng niệm mấy cái máy mô phỏng chiến hạm ở chỗ Lăng Vũ. Làm như vậy rất lãng phí. Đằng lão nhìn Nhậm Sinh hái mấy cái lá cùng hoa ném chung vào lò điện, sau đó điều chỉnh nhiệt độ để lò điện nung hết thảy biến thành một đống bột thuốc, cảm thấy đau lòng vô cùng. Yên tâm đi, về sau tôi trồng nhiều một chút là được mà. Nhậm Sinh đưa tay vớt Tiểu Lục đang ngâm cả cơ thể bồng bềnh trong khoang dinh dưỡng, sau đó bạo lực giật ra khỏa tức dưỡng kích cỡ bằng hạt cát đang bị Tiểu Lục ôm lấy hút không ngừng. Mũi nhỏ xíu cỡ nào thì cũng có ít thịt. Tức nhượng hạt cát cũng là bảo bối, không thể lãng phí như vậy được. Nghe thấy Nhậm Sinh nói như vậy, đằng lão càng thấy bi thương hơn. Không biết tại làm sao, mặc dù lão cũng có thể thúc sinh những gốc thực vật này, nhưng hiệu quả rất kém, thua xa so với Nhậm Sinh. Nhậm Sinh mang túi bột thuốc đi tới chỗ Triệu Lăng Vũ, sau đó lại nhờ phòng bếp lấy ra cho mình một ít chocola, tính toán hòa tan thuốc bột vào trong chocola. Tại sao tự dưng lại đi làm chocola? Triệu Lăng Vũ làm xong công việc của mình, nhìn sang có chút khó hiểu. Hôm nay tôi làm được một ít thành phẩm dưỡng nhan đan, nên tính bỏ vào chocola cho Di Di ăn. Nhậm Sinh nói, đằng lão tuổi rất lớn nên hiệu quả dưỡng nhan đan mới kém như vậy. Thẩm Thu Thạch thì trẻ hơn, ăn vào có lẽ hiệu quả cũng tốt hơn. À đúng rồi, có nên dùng linh lực luyện chế một ít đan dược chính tông ở nhà hay không? Cũng là ý kiến hay. Triệu Lăng Vũ cười nói, dạo này mẫu thân ở nhà đa phần đều rảnh rỗi, hơn nữa vì thấy phụ thân trẻ lại cho nên vẫn luôn tìm cách bảo dưỡng làm đẹp bản thân. Nhậm Sinh đưa thứ này, chắc chắn mẫu thân sẽ rất cao hứng. À phải rồi, đằng lão nói dưỡng nhan đan có dược hiệu rất tốt, lão nghiên cứu để mở rộng sử dụng trong quân đội đó. Nhậm Sinh sực nhớ đến chuyện này, để cho đám thủ hạ thô lỗ cục mịch của mình dùng thuốc có tác dụng làm đẹp như vậy để làm gì? À phải rồi, đằng lão bảo như vậy nhất định là bởi vì thuốc này có tác dụng trị thương. Xem ra y nhất định phải tăng mạnh việc phòng hộ, nếu không chuyện này lọt ra ngoài sẽ gây phiền phức lớn. Nghĩ đến điều này, Triệu Lăng Vũ đột nhiên nhíu mày. À Nhậm, nếu như thuốc kia thật sự được chế tạo ra, em định làm như thế nào? Tất nhiên là dùng để cứu người rồi. Nhậm Sinh đáp ngay lập tức, tuy là những người này biến dưỡng nhan đen thành thuốc trị thương làm cậu cảm thấy có chút hơi lạ. Nhưng nếu có thể dùng để cứu người thì là chuyện tốt. Mấy phim hoạt hình mà cậu xem lúc nào cũng khuyên các bé nên làm điều tốt giúp đỡ mọi người. Nhưng đây là thứ mà thế giới này chưa từng xuất hiện bao giờ. Đem nó ra mắt mọi người, tôi sợ người khác sẽ chú ý đến sự có mặt của em. Triệu Lăng Vũ chần chừ nói. Nhậm Sinh càng ngày càng phô bày ra những mặt ưu tú xuất sắc của mình. Y lo là mình sẽ không bảo hộ được Nhậm Sinh. Có ý gì? Nhậm Sinh tò mò hỏi. Nếu như chúng ta ra mắt loại dược này mà hiện tại chỉ có mỗi mình em có thể thúc sinh cho nó, đằng lão lại bái em là sư phụ, như vậy rất khó giấu đi sự tồn tại của em. Tới lúc đó, ai nấy cũng sẽ đều biết đến em. Thiệt không? Ai cũng biết đến hả? Nhậm Sinh hưng phấn hỏi lại. Phải, làm sao vậy?
Đằng lão nói tôi phải khiến mình trở nên thiệt lợi hại. Như vậy những người ngoài sẽ không cảm thấy là tôi không xứng với anh nữa. Tôi muốn làm người lợi hại. Nhậm Sinh nói, sau đó nói xong mới cảm thấy hối hận. Tại sao mình không dùng tâm một chút để chế ra dưỡng nhan đan càng tốt hơn? Nếu em luyện chế sẽ được dưỡng nhan đan thật sự, người khác sẽ ngược lại cảm thấy tôi không xứng với em. Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh một cái, đột nhiên phát hiện trước giờ có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá, băn khoăn cũng quá nhiều. Tuy Nhậm Sinh bề ngoài có vẻ yếu ớt, nhưng kỳ thật em ấy lại không yếu ớt chút nào. Nhậm Sinh có thể lái chiến hạm, cũng hiểu được rất nhiều thứ mà y không biết. Y muốn bảo vệ Nhậm Sinh, nhưng không thể vì y muốn vậy mà giấu nhẹm đi Nhậm Sinh, không để cho Nhậm Sinh tỏ sáng tài năng của mình. Tôi tin em nhất định có thể trở thành người lợi hại nhất. Triệu Lăng Vũ nói, giật mình phát giác người nào đó vừa mới tuyên bố mình phải là người lợi hại nhất. Lúc này, đang vươn một gốc căn tu nho nhỏ, vươn ra từ ngón tay, sau đó chăm chú, tỉ mỉ tạo hình khói chocola. Mấy căn tua lên quạt vuốt nhẹ lên khói chocola, chẳng bao lâu nó dần dần biến thành một đứa bé nhỏ nhỏ, trên đầu có mấy cọng tua tủa. Tôi điêu khắc đẹp không? Hồi trước tôi thích nhất là chơi trò nặng đất đó, làm đủ thứ hình dạng luôn, cái gì tôi cũng biết làm, may là bây giờ không có bị lục nghề. Nhậm Sinh vui vẻ nói, mới nói phải trở nên lợi hại cơ mà. Triệu Lăng Vũ bất đắc dĩ, nhưng nhìn vẻ mặt chờ đợi khen ngợi của Nhậm Sinh lại nhìn không được khẽ bật cười. Đưa tay sờ sờ đầu của Nhậm Sinh nói, điêu khắc rất đẹp, rất đáng yêu. Anh sờ đầu tôi phải cẩn thận đó biết không? Bảo Bảo đang ở đó đó. Nhậm Sinh kéo tay của Triệu Lăng Vũ xuống. Anh cũng cảm thấy đáng yêu đúng không? Đây là hình mẫu hồi nhỏ của tôi đó. Để tôi đưa cho Di Di xem mới được. Nhậm Sinh hồi bé, Triệu Lăng Vũ nhìn kỹ lại mấy bé chocola. Quả nhiên cảm thấy có vài phần giống Nhậm Sinh. Nhưng mà em bé này cả người chỉ đeo vài cái lá cây nho nhỏ che lại phần hông. Hai điểm nho nhỏ trước ngực tuy không lớn nhưng vẫn lộ ra ngoài. Triệu Lăng Vũ lập tức đưa tay lấy bé chocola nhét vào miệng. Sao anh lại ăn rồi? Ăn ngon không? Nhậm Sinh hỏi. Rất ngon. Triệu Lăng Vũ nhìn chằm chằm Nhậm Sinh nói. Mẫu thân thích động vật. Vậy hả? Vậy thôi để tôi làm hình động vật cho Di Di vậy. Không hiểu sao tự dưng lại có cảm giác kỳ kỳ ấy. Không lẽ là do nhìn thấy mình bị Triệu Lăng Vũ ăn hay sao ta? Nếu thật sự bị ăn, thì lẽ ra mình phải sợ mới đúng chứ. Nhưng sao không những không sợ, mà còn có cảm giác nóng nóng nữa? Triệu Lăng Vũ ngậm Nhậm Sinh chocola trong miệng, cho nó hòa tan từ từ, đầu lưỡi theo bản năng liếm một vòng, cũng cảm thấy cả người có hơi nóng lên. Tới lúc về nhà, Nhậm Sinh chạy tới đưa cho Thẩm Thu Thạch một hộp chocola động vật. Mấy con vật ở bên trong kích cỡ chỉ khoảng một lóng tay, nhưng lại vô cùng tinh xảo, cực kỳ đáng yêu. Mấy thứ này Thẩm Thu Thạch đương nhiên không thiếu, nhưng đây là Nhậm Sinh tự làm, cho nên đối với bà rất là đặc biệt. Hơn nữa, còn nghe nói thứ này có hiệu quả làm đẹp da dưỡng dáng nữa. A Nhậm đúng là bé ngoan của dì. Ừ, Nhậm Sinh cười tủm tỉm. Thẩm Thu Thạch nhìn bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu của Nhậm Sinh, liền duỗi tay muốn ôm một cái. Nhưng chưa kịp vươn tay ra, đã thấy Triệu Lăng Vũ nhanh chóng kéo Tiểu Nhân Sâm trở về. Thẩm Thu Thạch trừng mắt nhìn Triệu Lăng Vũ. Cái thằng con này càng ngày càng khó ưa, dám cướp người với mẹ cả nó. Triệu Lăng Vũ ôm lấy Nhậm Sinh, dự định trở về phòng tiếp tục cuộc sống thế giới của hai người. Còn đàn lão đang trầm mê trong phòng nghiên cứu cả ngày hôm nay, hoàn toàn không có ý muốn rời khỏi phòng thí nghiệm. Có lẽ về sau cũng dự tính cắm cọc luôn ở quân đoàn đệ nhất. Sáng hôm sau, Nhậm Sinh vẫn đến phòng thí nghiệm như ngày hôm qua. Tuy hôm qua đang làm nửa chân cậu chạy đi làm chocola, nhưng Nhậm Sinh cũng không quên lời mình đã nói. Lúc Nhậm Sinh bước vào phòng thí nghiệm, thấy đàn lão đang rửa mặt, có vẻ như cả đêm lão không có ngủ. Không lẽ hôm qua quên rửa mặt ta? Đâu có, rõ ràng là có rửa mà. Đàn lão vừa lầm bầm, vừa lầu bầu, vừa tiếp tục chà chà mấy điểm dơ bẩn ở trên mặt của mình. Rửa mặt xong, lão vẫn là gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn như cũ, nhưng làn da có phần bóng mịn hơn trước. Bởi vì đàn lão vội vàng đi làm thí nghiệm, cho nên không chú ý tới điều này, chỉ có Nhậm Sinh chú ý nhưng lại không nói ra. Đàn lão, chúng ta tiếp tục nghiên cứu đi. Nhậm Sinh nói, trong tay cậu còn nắm rất nhiều kỹ xảo luyện đan, lộ ra một chút chứ không có sao đâu nhỉ. Nhưng hiện tại cái gì cũng tiên tiến, công nghệ kỹ thuật cũng cao, kỹ xảo luyện đan của cậu không thể áp dụng được. Lại thêm đàn lão càng nghiên cứu càng nhập tâm, gần như quên luôn vị sư phụ Nhậm Sinh này.
Vậy thôi đi, mình trở lại luyện lái chiến hạm cho rồi, kia cũng là cách cho mình trở nên lợi hại hơn thôi. Dù sao Lăng Vũ cũng đã dặn không thể lộ quá nhiều, mình ở đây cũng không dạy được gì cho đệ tử. Đằng lão vì có nhiều thời gian nghiên cứu nên ngay cả bế khí thuật lúc trước cũng gác sang một bên không học. Mấy ngày tiếp theo đó, đằng lão xin rất nhiều dụng cụ nghiên cứu, còn nhờ người vận chuyển đến vô số động vật để thí nghiệm. Có thể nói là biến việc nghiên cứu này trở thành rất rầm rộ. Đến cuối cùng là phát hiện những thực vật này thật sự rất quỷ dị. Chỉ có thể dùng độ cao cực nóng, đốt cháy mới khiến nó phát huy được hiệu quả tốt nhất. Lão lằn ngoằn chạy một vòng lớn, kết quả cuối cùng lại nói cho lão biết sư phụ làm điều đúng hết. Đáp án này, nghĩ đến lúc trước mình trách nhầm sinh lãng phí tùy tiện, lão cảm thấy gương mặt già của mình lập tức đỏ lên. Tất nhiên, cái mà nhầm sinh luyện chế trước đó cũng không hẳn là tốt nhất. Những thực vật này nếu dựa theo thứ tự trước sau lần lượt bỏ vào, sau đó điều chỉnh nhiệt độ khác nhau theo từng thời gian, sẽ khiến dược liệu có hiệu quả tốt hơn nhiều lắm. Nhưng nếu muốn làm như vậy, lại cần phải thí nghiệm nhiều hơn. Sư phụ, mau giúp ta bồi dưỡng thêm vài gốc thực vật nữa đi. Sáng sớm hôm đó, nhậm sinh vừa đặt chân đến tổng bộ quân đoàn đã bị đằng lão chặn lại. Sao dùng nhanh quá vậy? Nhậm sinh trừng to hai mắt. Đào tạo mấy gốc thực vật kia tuy không tốn bao nhiêu tức nhưỡng, nhưng lượng tức nhưỡng dự trữ của cậu càng ngày càng dần ít đi. Dùng bao nhiêu, đào lòng bấy nhiêu. Tôi nhớ chiều qua mới giúp lão, thôi sinh một gốc rồi mà. Tối qua ta không ngủ. Đằng lão xấu hổ cười cười, nhìn ánh mắt to tròn ngập nước của nhậm sinh. Thật sự cảm giác tội lỗi quá chừng. Thôi được rồi, mau đi thôi. Nhậm sinh nói, bản thân cậu bỏ bê phòng thí nghiệm mấy hôm nay, nên cảm thấy rất có lỗi với đằng lão. Cũng không thể bỏ bê không cung cấp tài liệu thí nghiệm cho người ta. Nhậm sinh theo đằng lão đến phòng thí nghiệm, trên đường gặp gỡ binh sĩ đều sẽ hướng nhậm sinh chào một cái. Rất nhiều người vẻ mặt vô cùng sùng bái ngưỡng mộ. Nhậm sinh hài lòng tiếp nhận điều này. Chỉ có đằng lão đi bên cạnh cảm giác quỷ dị. Đám quân nhân này trước khi chào quân lễ với nhậm sinh đều phải cúi đầu, thiệt tội gì đâu á. Hiện tại phòng nghiên cứu của đằng lão đã trở thành nơi được ưu tiên bảo vệ hàng đầu của quân đoàn số 1. Bọn họ phải trải qua rất nhiều cửa mới có thể tiến vào. Nhậm sinh mới đặt chân vào phòng đã bị Tiểu Lục quấn lấy, sau đó dùng sức kéo cậu về phía ống đào tạo thực vật bên kia. Tiểu Lục rất thích ta làm thí nghiệm, cũng thích thực vật mà cậu thúc sinh. Ta cảm thấy nó rất có thiên phú trong phương diện này. Đằng lão vui mừng mà nói. Có thiên phú ư? Cái tên Tiểu Lục này rõ ràng là muốn thừa dịp đằng lão làm thí nghiệm, hút sạch đám linh dược kia. Để đằng lão chạy tới xin mình đào tạo giúp nó, thì nó lại sắp tới hưởng ké tức nhượng thì đúng hơn. Nhậm sinh trợn mắt hung trợn nhìn kẻ mưu đồ bất chính kia. Triệu Lăng Vũ nãy giờ vẫn vô thanh vô thức đi theo nhậm sinh, lặng lặng đưa tay tóm lấy Tiểu Lục. Tiểu Lục vốn đang hí hửng, đột nhiên duỗi thẳng rời ra khỏi người của nhậm sinh. Bộ dạng hệt như là một gốc thực vật thông thường, rất khép bợp xuống đất. Chỉ còn lại hai cái lá nho nhỏ len lén bò sang chỗ của đằng lão. Đằng lão vẻ mặt nghẹn lời nhìn Tiểu Lục. Chuyện này không biết diễn ra biết bao nhiêu lần nữa. Đằng mạng nhà mình thế mà vẫn chưa rút được bài học. Có lẽ lúc trước mình cho Tiểu Lục có trí thông minh tương đương với đứa bé 6-7 tuổi là đánh giá cao nó rồi. Quá trình nhậm sinh thúc đẩy các gốc thực vật kia sinh trưởng tuy không nhanh nhưng cũng không chậm. Chờ đến khi các gốc thực vật đều đã trưởng thành, Tiểu Lục vì bị Triệu Lăng Vũ bạo lực ném xuống mà bi thương nhảy vào ống đào tạo mới lưu luyến, không rời bò ra ngoài. Sau đó trơ mắt nhìn nhậm sinh thu lại tức nhưỡng. Nghiên cứu tới đâu rồi? Nhìn phòng thí nghiệm càng lúc càng nhiều thiết bị ngổn ngang, Triệu Lăng Vũ hỏi. Phương pháp xử lý dược liệu ta đã nghiên cứu gần như hoàn toàn rồi. Chỉ cần thí nghiệm vài lần nữa là có thể tìm ra phương pháp tối ưu nhất là được. Hơn nữa, về công dụng của nó, ta phát hiện dược hiệu của nó còn nhiều hơn so với ban đầu đã tưởng. Loại dược này có tác dụng trì hoãn lão hóa nữa. Đằng lão kích động nói. Ta ở đây nghiên cứu một thời gian, cũng luôn lấy bản thân thử dùng nó. Hiện tại cảm giác cả người giống như là trẻ hẳn ra. Nhậm sinh bị lời nói của đằng lão hấp dẫn, đưa mắt nhìn cẩn thận mới phát hiện. Quả nhiên đằng lão trẻ hơn so với lúc thấy lão rửa mặt một chút. Nếp nhăn cũng dần dần nhạt đi. Quả nhiên là dưỡng nhan đan. Gương mặt như trái cà héo của đằng lão đã được cứu chữa. Triệu Lăng Vũ lúc này
cũng chú ý đến biến hóa của đàn lão, ánh mắt không tự chủ được mà dời sang nhóm thuốc bột thành phẩm nằm trên bàn. Mấy thành phẩm này tuy dược hiệu kém hơn một chút nhưng vẫn rất hữu dụng. Có cần mang về không? Đàn lão cười tủm tỉm ân cần hỏi han. Hiện tại Triệu Lăng Vũ chính là cơm áo phụ mẫu của lão, cũng có lẽ sẽ là sư nương tương lai, đương nhiên phải cố gắng nịnh nọt một chút rồi. Triệu Lăng Vũ không chút ngại ngùng gom hết bột thuốc thành phẩm mang về. Lăng Vũ, anh lấy mấy thứ này về để làm gì? Đến lúc rời khỏi phòng thí nghiệm, Nhậm Sinh mới tò mò lên tiếng hỏi. Ăn. Triệu Lăng Vũ bình tĩnh trả lời. Ăn. Nhậm Sinh kinh ngạc. Anh tính ăn nó sao? Đúng, em biến tất cả bột thuốc này thành tiểu Nhậm Sinh đi. Triệu Lăng Vũ vừa nói vừa cầm túi thuốc bột đưa qua. Đàn lão quả nhiên không hổ là đàn lão. Mặc dù Triệu Lăng Vũ bởi vì giữ bí mật mà không thể tăng thêm nhân thủ trợ giúp, vậy mà lão vẫn có thể một mình làm xong toàn bộ thực nghiệm. Hoa của địa tinh phát huy công hiệu tốt nhất ở nhiệt độ ít độ. Lá của lam lan loại trừ gân lá, sau đó dùng nhiệt độ ít tiến hành đốt nóng là thích hợp nhất. Đàn lão tranh thủ tóm lấy Triệu Lăng Vũ cùng Nhậm Sinh khi hai người theo thường lệ đến thăm chỗ lão trước khi ra về, cũng lập tức nói ra chuyện này. Tuy Nhậm Sinh không hiểu lắm nhưng cũng đứng chăm chú lắng nghe, gật gù liên tục. Hơn nữa cũng phát giác đàn lão dù nói xong rồi nhưng vẫn tóm lấy mình không có buông, liền hỏi. Còn chuyện gì nữa sao? Nhiệm vụ thôi sinh thực vật hôm nay cậu đều đã làm xong rồi, còn có chuyện gì nữa sao? Mấy hôm nữa ta phải tiến hành phối hợp các loại thực vật với phân lượng khác nhau để luyện chế các loại dược khác nhau. Đàn lão nói, thuận tay nếu lấy tiểu lục đứng bên cạnh giao cho Nhậm Sinh. Khoảng 2 ngày này, ta rất vội, không có rảnh chăm sóc cho nó. Tiểu lục ở chỗ ta có thể sẽ gây ra rắc rối. Sư phụ có thể tạm thời giữ nó hay không? Tiểu lục vẫn còn là một đứa trẻ, không biết chừng mực mọi chuyện. Lão làm thí nghiệm còn phải phân ra thời gian lo cho nó, thật sự là có chút không sể. Hại lão mấy hôm nay phải liên tục ăn mấy phần thuốc bán thành phẩm kia để bảo trì tinh lực. Lúc trước, lão cảm thấy Nhậm Sinh với Triệu Lăng Vũ giống như không thích tiểu lục, cho nên mới không dám giao tiểu lục cho hai người chăm hộ. Nhưng dạo gần đây theo quan sát, thì tuy hai người này có vẻ rất hung dữ với tiểu lục, nhưng thực tế lại chưa từng làm chuyện gì hại đến tiểu lục cả. Để tiểu lục đi theo bọn họ một thời gian, chắc là không có sao. Có khi cũng giúp được tiểu lục học được một ít nhân tình thế thái cũng nên. Nhưng mà, tiểu lục chỉ là một gốc đàn mạng thôi, thật sự cần học nhân tình thế thái sao? Thôi kệ, coi như cho tiểu lục với chủ nhân tương lai của nó làm quen với nhau trước cũng được. Đàn lão nghĩ như vậy, cũng sung sướng làm ra quyết định. Giao nó cho tôi mấy ngày thiệt hả? Nhậm Sinh hai mắt sáng rực. Nói thật, cậu không hề ghét tiểu lục tí nào. Bởi vì, tính ra mà nói thì tiểu lục là đồng loại duy nhất của cậu trên thế giới này. Nhưng mỗi lần nghĩ tới hiện tại chủ nhân của tiểu lục là đàn lão, cậu lại cảm giác có chút hụt hẫng, cho nên mới mặc kệ không thèm để ý tới. Nếu không có đàn lão, tức là mấy hôm nay, tiểu lục sẽ hoàn toàn thuộc về mình rồi. Trong đầu Nhậm Sinh bắt đầu tính toán tới cảnh tượng mang theo tiểu lục đại sát tứ phương. Phiền sư phụ mấy hôm vậy, đàn lão nói. Không phiền, có gì đâu mà phiền. Nhậm Sinh cười tủm tỉm, xách tiểu lục phiên bản mini quấn lên cánh tay của mình. Thấy sư phụ nhà mình phản ứng hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của mình, đàn lão đương nhiên là vừa mừng vừa sợ. Nhưng hoàn toàn không có hoài nghi tí nào. Triệu Lăng Vũ là một người có nguyên tắc, Nhậm Sinh ngây thơ nhưng thiện lương, hai người bọn họ đều đáng để là tin tưởng. Giải quyết xong chuyện của tiểu lục, đàn lão liền vớ tay cầm một ít bột thuốc đặt ở bên cạnh, trút cả vào miệng của mình. Đây là dưỡng nhan, đây là thuốc bữa giờ lão nghiên cứu phải không? Lão cứ như vậy mà ăn đó hả? Nhậm Sinh nhìn đàn lão tuy cả người lôi thôi lết thết, nhưng dung mạo lại tựa hồ như trẻ ra một chút, có chút khiếp sợ hỏi han. À đúng rồi, nói với sư phụ một điều, thuốc này quả thật là thứ rất tốt, có thể nâng cao tinh thần, tỉnh táo đầu óc, còn giúp người ta tăng cường thể lực nữa. Ăn cái này vào có thể thức suốt mấy ngày không cần ngủ. Đàn lão kích động chỉ vào bột thuốc nói, khoa học y tế của nhân loại hiện tại đã là cực thịnh, cũng nghiên cứu phát minh ra rất nhiều thứ có hiệu quả tương tự, nhưng hiệu quả tốt lại không có tác dụng phụ như thứ này, lại không có. Cũng chỉ có duy nhất loại thuốc này có công dụng tẩm bổ thân thể. Cho nên nói, những thực vật này tuyệt đối đều là bảo bối. Vậy hả? Nhậm Sinh yên lặng, đóng gói một ít bột bán thành phẩm mang đi. Đàn lão cứ tiếp tục dùng thứ này như vậy. Có khi mấy hôm nữa, người ta nhìn lại tưởng đàn lão đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Nhậm Sinh mang theo ít bột thuốc trở ra, cùng Triệu Lăng Vũ về nhà. Vừa về đến, liền thấy Thẩm Thu Thạch từ phòng khách đi ra. Trước giờ Thẩm Thu Thạch mặc quần áo đi lựa chọn kiểu đơn giản lão luyện, tóc cũng là tùy tiện vắt lên sau ót, nhưng lần này lại mặc chiếc váy dài đỏ thẫm, phối hợp áo tròn trắng ở bên ngoài, mái tóc cũng được sấy gọn, cả người thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Di Di, Nhậm Sinh chưa bao giờ thấy bộ dáng này của Thẩm Thu Thạch, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Thẩm Thu Thạch dậm dài cao gót bước đến, nét mặt dịu dàng mỉm cười nói: "A Nhậm, thấy gì đẹp không?" "Đẹp." Nhậm Sinh đáp ngay không có do dự. Thẩm Thu Thạch mặc y phục màu đỏ cực kỳ bắt mắt. Nếu Triệu Lăng Vũ cũng mặc như vậy, có phải cũng sẽ xinh đẹp hơn hay không? "Ta cũng cảm thấy mình hiện tại nhất định là vô cùng xinh đẹp. Mới nãy trò chuyện với tên quỷ sứ kia, thấy hai mắt của lão như là muốn bốc cháy." Thẩm Thu Thạch vẻ mặt đắc ý, dáng điệu dịu dàng khả ái mới chớp mắt liền hoàn toàn tan biến. Triệu Lăng Vũ đưa tay kéo Nhậm Sinh lùi về phía sau. Y hoàn toàn không muốn Nhậm Sinh học theo mẹ của mình gọi mình là quỷ sứ. Mà không, nếu Nhậm Sinh đưa mắt liếc xéo y một cái, sau đó ngọt ngào gọi y như vậy, Triệu Lăng Vũ giật mình, đưa tay sờ sờ mũi. "A Nhậm, nếu không có đám sô-cô-la dưỡng nhan mà con đưa cho ta, ta tuyệt đối không dám mặc như vậy ra ngoài đâu. Mấy viên sô-cô-la kia thật sự tuyệt vô cùng. Mới ăn vào vài hôm mà con nhìn xem, da của ta trắng quá chừng luôn, nhìn cũng trẻ ra nữa." Thẩm Thu Thạch vẻ mặt đắc ý, đưa tay sờ sờ da tay của mình, mềm mại hơn hồi trước rất là nhiều. "Di Di, hôm nay tôi đem rất nhiều nguyên liệu về nè, lát nữa làm cho Di Di nữa ha." Nhậm Sinh nói. "Thật tốt, A Nhậm đúng là bé ngoan." Thẩm Thu Thạch khen ngợi Nhậm Sinh một câu, lại hỏi. "Phải rồi A Nhậm, Di Di có chuyện muốn nhờ con một chút." "Chuyện gì sao?" Nhậm Sinh tò mò hỏi. "Trước giờ, ta luôn muốn dẫn theo con của mình ra ngoài gặp cô bạn thân của ta, sau đó cùng nhau đi dạo phố dùng cơm. Nhưng mà cái tên tiểu tử thối đứng cạnh con cứ luôn nhất quyết không có chịu đi. A Nhậm à, ngày mai cùng đi với ta có được hay không? Di Di mang con đi ăn đồ ăn ngon nè, mua quần áo cho con nữa." Thẩm Thu Thạch ra sức dụ dỗ Nhậm Sinh. Cô bạn thân của bà vẫn chưa có con, nhất định sẽ rất thích Nhậm Sinh cho mà xem. "Ra ngoài nguy hiểm lắm," Triệu Lăng Vũ chê ngang nói. "Ở thủ đô Tinh mà có cái gì nguy hiểm chứ, thực lực của mẹ con cũng đâu có kém. Hơn nữa chỗ mẹ đến chỗ hội sở chính quy, cam đoan, bảo hộ, A Nhậm chua toàn. Lăng Vũ à, con cũng không thể cứ nhốt A Nhậm ở nhà mãi như vậy được." Thẩm Thu Thạch trừng mắt nhìn con trai của mình một cái, sau đó quay sang nói với Nhậm Sinh. "A Nhậm, con cũng muốn đi chơi đúng không?" Quả thật, Nhậm Sinh rất muốn ra ngoài dạo chơi một chút. Cậu quay sang, chớp chớp mắt nhìn Triệu Lăng Vũ. Bị ánh mắt của Nhậm Sinh nhìn như vậy, Triệu Lăng Vũ lập tức buông vũ khí đầu hàng. "Ngày mai mang theo hai bảo tiêu, thành giao." Thẩm Thu Thạch lập tức đồng ý. Lúc bà còn trẻ mỗi lần ra ngoài, Triệu Băng đều bắt bà phải mang theo bảo tiêu, cũng đã quen rồi. Lúc này Triệu Lăng Vũ đột nhiên có chút hối hận, suy nghĩ một lát, y quay qua gọi điện thoại, bảo thuộc hạ của mình mang một thứ đến cho y, chờ đến tối trở lại giao cho Nhậm Sinh. "Đồng hồ này cho tôi hả?" Nhậm Sinh mặt mày tò mò nhìn cái đồng hồ trong suốt sáng lấp lánh ở trước mặt của mình, không giấu được vẻ vui mừng. "Phải." Triệu Lăng Vũ mở hộp lấy đồng hồ ra, nhưng không vội đeo nó cho Nhậm Sinh mà nói. "Đồng hồ này có tác dụng đặc thù, để tôi nói cho em biết trước, sau đó mới quyết định là có đeo hay không." "Tác dụng gì?" Nhậm Sinh khó hiểu hỏi lại. "Bên trong có gắn thiết bị nghe trộm, chỉ cần em đeo nó vào, tôi sẽ nhận được hình ảnh cùng âm thanh của em, cùng cảnh tượng xung quanh truyền đến. Đương nhiên, nếu em bấm cái nút ở bên trên, cũng sẽ có thể gửi tín hiệu cầu cứu cho tôi." Triệu Lăng Vũ lật mặt đồng hồ lại, chỉ ra cái nút bấm, sau đó giải thích tác dụng của từng cái một, rồi mới nói tiếp. "Đây là thiết bị tiên tiến nhất của liên bang. Phần lớn các thiết bị công nghệ hiện tại đều không thể nhiễu sóng tin tức của nó. Sau khi em đeo nó vào, trừ phi là rời khỏi khu vực thủ đô Tinh hoặc là tiến vào tòa nhà trung ương. Nếu không thì tôi có thể biết tình huống của em mọi lúc mọi nơi. Em có đồng ý mang nó hay không?" "Đồng hồ này lợi hại quá vậy." Nhậm Sinh ngạc nhiên cầm lấy đeo lên tay mà không một chút do dự nào. "Còn có cái nào khác không? Anh cũng đeo một cái đi được không?" Sản phẩm có chức năng như loại đồng hồ này đã tồn tại rất lâu rồi, nhưng rất hiếm có người chủ động đeo nó vào. Dù sao thì ai cũng có bí mật riêng của mình, cũng chỉ có Nhậm Sinh suy nghĩ không giống người thường, hơn nữa lại vô cùng tin tưởng mình. Triệu Lăng Vũ nhìn không được cười khẽ, hôn lên tóc của Nhậm Sinh nói:
Thân phận của tôi rất là đặc biệt, không thể đeo thứ này. Vậy sao? Vậy mỗi lần tôi muốn nhìn anh cũng không được rồi. Nhậm Sinh cảm thấy có chút thất vọng. Tôi thu lại một số hình ảnh của tôi vào đó cho em. Đồng hồ này có chức năng chiếu hình ảnh dạng 3D nữa. Triệu Lăng Vũ nói. Thiệt không? Vậy tốt quá. Nhậm Sinh lập tức hưng phấn. Triệu Lăng Vũ lại đưa tay soi nhẹ tóc của cậu. Tiểu nhân sâm của y, chỉ vì vài tấm ảnh 3D của y, liền bán đứt chính mình. Nghĩ đến mình từ nay có thể nhìn thấy Nhậm Sinh bất cứ lúc nào mình muốn. Kể cả lúc Nhậm Sinh đang tắm, Triệu Lăng Vũ trong lòng có chút sao động. Nhưng chẳng bao lâu, y lại thở dài. Muốn nhìn Nhậm Sinh tắm không cần phiền tới như vậy. Nhậm Sinh từ đó tới bây giờ có bao giờ né tránh mình đâu. Hơn nữa còn mấy lần lôi kéo y đòi tắm chung. Tiếc là y chỉ có thể nghiêm túc cự tuyệt. Không biết có phải là vì trước lúc đi ngủ suy nghĩ về những chuyện cấm thiếu nhi hay không, mà tối hôm đó, Triệu Lăng Vũ lại kết hạt, cung cấp tức nhượng cho Nhậm Sinh một hồi. Nhìn thấy tức nhượng, nét vui mừng nháy mắt tràn ngập trên mặt của Nhậm Sinh. Dạo gần đây bởi vì mang thai, mỗi ngày đều phải tiêu hao thật nhiều tức nhượng không nói, còn phải dành ra một ít phục vụ thí nghiệm. Nếu Triệu Lăng Vũ không kết hạt, chỉ sợ cậu sẽ cạn lương thực mất. Triệu Lăng Vũ lần nào cũng phải cách một khoảng thời gian thật lâu mới kết hạt. Cứ tiếp tục như vậy thì về sau còn buộc lòng phải kiệm ăn kiệm dùng mới được. Chỉ dùng một ít tức nhượng, một ít thôi, chắc sẽ không sao đâu nhỉ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Lăng Vũ theo thường lệ đi đến quân đoàn số 1 làm việc. Nhậm Sinh lại cùng Thẩm Thu Thạch ra ngoài. Thẩm Thu Thạch vẫn là mặc chiếc váy màu đỏ ngày hôm qua, cũng không quên chọn cho Nhậm Sinh một bộ vest nhỏ màu hồng phấn. Hai người đứng cạnh nhau, quả thật đỏ hồng một góc, càng tôn lên nước da trắng của cả hai người, khiến cho người khác nhìn không được mà ngoái nhìn xem vài lần. Nhưng mà Thẩm Thu Thạch cũng không có tâm trạng đi khoe khoang. Bà dẫn Nhậm Sinh ngồi phi hành khí, bay thẳng đến hội sở đã hẹn với cô bạn thân của mình. Tường Vi là hội sở tư nhân cực kỳ nổi tiếng ở thủ đô Tinh, do một dị năng giả nữ thành lập. Tuy không tính đến mức là cự tuyệt tất cả các dị năng giả nam ngoài cửa, nhưng đại đa số hội viên ở đó đều là dị năng giả nữ. Mà nếu như muốn xin tư cách hội viên ở nơi này, nhất định phải có hội viên cũ tiến cử. Thẩm Thu Thạch chính là một trong những hội viên của Tường Vi. Thật ra mà nói thì bà hiếm khi tới nơi này, nhưng bởi vì thân phận nên bà có được thẻ hội viên cao cấp nhất của hội sở. Sau khi quét thẻ tiến vào, cả hai người được phục vụ viên tiếp đón, cũng mang đến phòng riêng mà Thẩm Thu Thạch đã đặt sẵn từ trước. Phòng đặt thuộc loại thượng hạng, Thẩm Thu Thạch cùng Nhậm Sinh đang đi, giữa đường bị một nữ nhân với dung mạo xinh đẹp, được trang điểm hết sức tinh xảo ngăn lại. Triệu phu nhân, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Nhìn thấy người nọ, Thẩm Thu Thạch cũng không quá nhiệt tình, lạnh nhạt trả lời một câu. Triệu phu nhân, không ngờ có thể gặp được bà ở đây nhỉ. Tôi cứ nghĩ là bà phải lo ở nhà chăm sóc chồng mình. À xin lỗi, thất lễ quá. Nữ nhân kia cũng không thèm để ý vẻ lạnh đạm của Thẩm Thu Thạch. Mở miệng nhắc tới Triệu Bằng Sông, liền giả vờ như tình cờ hỏi han. Hôm nay bà dùng mỹ phẩm gì ấy nhỉ? Thoạt nhìn có gì đó rất là khác. Phan phu nhân, bà biết đấy, người như tôi ghét nhất là phải ngồi tô son trét phấn, nào có dùng mỹ phẩm gì. Thẩm Thu Thạch cười tẩm tiệm, nhìn đối phương. Nhưng mà, bà thì lại khác, kỹ thuật trang điểm ngày càng lên tay nha, nếp nhăn cũng bị che mất hết rồi. Nụ cười trên mặt của Phan phu nhân lập tức cứng ngắc, cố gượng nói. Nói vậy là bà đi tắm trắng bằng hạt nguyên tố đấy à, cũng đừng vì xinh đẹp mà đi thử cái kia nha, nghe bảo sẽ tổn hại làn da đó. Bà cũng biết tôi đây lười nhất là làm mấy cái đó mà. Mà nghe thế có vẻ như là Phan phu nhân rất hiểu biết mấy cái thứ này, hẳn là từng thử rồi đúng không? Tôi nhìn da của phu nhân thế này, hẳn là phu nhân rất có kinh nghiệm về tác dụng phụ của nó nhỉ? Thẩm Thư Thạch liếc mắt nhìn. Phan phu nhân này là người của Phan gia. Phan gia với Dương gia vốn là thông gia. Có lẽ nữ nhân này muốn tỏ lỏ lòng trung thành với chủ của mình mới chạy tới gây sự với mình. Chịu thôi. Dạo gần đây tâm trạng hạnh phúc nó như thế. Thẩm Thư Thạch nói xong, nắm tay kéo Nhậm Sinh lướt qua mặt đối phương, đi được vài bước lại quay đầu hỏi. À phải rồi, nghe nói dạo gần đây chồng của phu nhân bị giáng chức đúng không? Xe bà kia lo đến nếp nhăn mắt cũng lộ ra ngoài rồi. Phan phu nhân bị Thẩm Thư Thạch nói đến đỏ bừng cả mặt, đột nhiên bên cạnh truyền đến vài tiếng cười khẽ. Theo sau tiếng cười là một nữ nhân mặc váy dài trắng, mái tóc búi cao. Dung mạo của nữ nhân không xinh đẹp quá mức, nhưng nhìn khiến người ta cảm thấy thoải mái.
chỉ có điều dáng người hơi gầy yếu một chút, có hơi không tương xứng với sắc mặt hồng nhuận của bà. Khả Hân nhìn thấy nữ nhân kia, Thẩm Thu Thạch lập tức mỉm cười. Bà đến nơi này là vì có hẹn với nữ nhân tên Khả Hân này. Phùng Khả Hân là bạn thân từ bé của Thẩm Thu Thạch, mặc dù về sau hai người kết hôn ít gặp mặt, nhưng tình bạn giữa cả hai lại không hề phai nhạt. Thu Thạch, nhiều năm không gặp, bạn vẫn là cái tính không chịu thiệt nha. Phùng Khả Hân hơi dựa vào tường, khẽ nghiêng đầu duyên dáng nói. Thiệt cái gì chứ, làm sao mà thiệt chính mình được, đúng không? Thẩm Thu Thạch cười cười, kéo Nhậm Sinh đến bên cạnh Phùng Khả Hân nói. Mau vào phòng thôi, mình cũng lừa đơ co với cái lũ chó chặn đường. Bạn đó, cái miệng vẫn như vậy, chẳng chừa một ai. Phùng Khả Hân mỉm cười, theo Thẩm Thu Thạch vào trong phòng. Lúc ở bên ngoài, Thẩm Thu Thạch luôn mỉm cười tủm tỉm, giống như là rất là vui vẻ. Nhưng vừa vào phòng, bà lại nghiêm mặt quét mắt nhìn Phùng Khả Hân một lượt từ trên xuống dưới. Nói, Khả Hân, có phải bạn không thoải mái chỗ nào không? Phùng Khả Hân cả người mệt mỏi dựa vào sofa, vẻ mặt chua xót cười. Đúng là bị bạn nhìn ra, mình cứ tưởng mình hóa trang như vậy sẽ không bị bạn phát hiện. Phùng Khả Hân vừa nói vừa lấy túi xách, cầm một lọ dung dịch phun lên mặt mình một chút, sau đó dùng bông tẩy lao vài cái, lộ ra gương mặt tái nhợt tiều tụy. Bạn làm sao vậy? Thẩm Thu Thạch nhìn Phùng Khả Hân như vậy, hoảng sợ thốt lên. Thu Thạch! Phùng Khả Hân dùng tay che mặt của mình. Mình muốn ly hôn. Cái gì? Thẩm Thu Thạch khiếp sợ nhìn cô bạn thân của mình. Tình cảm của cậu và chồng không phải vẫn luôn rất tốt sao? Tại sao bỗng dưng lại đòi ly hôn? Phùng Khả Hân cùng chồng mình Eleno vốn là một đôi yêu nhau mới kết hôn, hai người tình sâu vô cùng. Sao tự nhiên lại đòi ly hôn? Còn tại vì sao nữa? Chẳng phải vì con cái đó thôi. Phùng Khả Hân chua xót cười. Mình với anh ấy độ tương thích không cao, hai đứa bọn mình lúc trước chịu áp lực kết hôn, người thân của anh ấy vẫn luôn phản đối không có chấp nhận. Anh ấy bảo với tớ chờ khi nào có con rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng hiện tại gần 100 năm rồi, hai đứa mình vẫn là không có cái gì cả. Khả Hân, Thẩm Thu Thạch không biết nên nói cái gì để an ủi bạn mình. Bà dẫn Nhậm Sinh tới đây là vì muốn cô bạn của mình luôn yêu thích trẻ con, vui vẻ một chút. Nhưng bây giờ nhìn đối phương như vậy, thôi không nói chuyện này nữa, lại khiến bạn sầu khổ cùng mình. Nhóc kia chính là Nhậm Sinh đúng không? Quả nhiên là một cậu nhóc đáng yêu. Phùng Khả Hân vẻ mặt hiền lành nhìn Nhậm Sinh. A Nhậm là một đứa bé ngoan, Thẩm Thu Thạch cười nói. Vốn dĩ bà tính cùng bạn thân với Nhậm Sinh đi dạo phố du ngoạn một lát, nhưng mà có vẻ như là kế hoạch không thực hiện được rồi. Bạn thật sự muốn ly hôn sao? Hiện tại đâu có thiếu gia đình không có con cái, người ta cũng đâu có vì như thế mà ly hôn. Mẹ của anh ấy không có nghĩ thoáng như bạn đâu. Hơn nữa, dạo gần đây bọn họ lại tìm được một người có độ tương thích với anh ấy rất cao. Anh ấy cũng đã đi gặp người ta rồi. Mình cũng không thể mặc dày mà chiếm cứ vị trí phu nhân này để người ta căm hận được. Bạn cũng đừng quá thương tâm, trên đời này không thiếu nam nhân, cũng đâu cứ phải nhất định là tên kia. Đừng vì tức hắn mà làm cho bản thân ốm đau như vậy, Thẩm Thu Thạch nói. Thu Thạch, sức khỏe của mình suy yếu không phải vì tức giận, mà là vì mình có thai. Phùng Khả Hân nói tới đây, vẻ mặt càng thêm chua xót. Có thai? Thẩm Thu Thạch hoảng sợ nhìn đối phương. Vậy tại sao cũng phải ly hôn? Bởi vì mình không đảm bảo là sinh nó ra được. Phùng Khả Hân dùng hai tay che mặt. Thu Thạch, có chuyện này mình chưa nói cho bạn biết. Lúc trước mình từng mang thai hai lần, nhưng dù mình cẩn thận đến cỡ nào đi nữa, thì tới tháng thứ ba đều sảy thai. Sau mỗi lần như vậy, sức khỏe của mình cũng càng ngày càng kém hơn. Bác sĩ nói đứa bé trong bụng mình lần này cũng không ngoại lệ, có lẽ khoảng 2 tháng nữa sẽ sanh non. Vậy, Thẩm Thu Thạch lo lắng nhìn bạn của mình. Chờ đứa bé này mất, mình sẽ ly hôn, Phùng Khả Hân nói. Vừa dứt lời, bà đột nhiên đưa tay ôm lấy bụng của mình. Thu Thạch! Thẩm Thu Thạch cũng là người từng trải, nhìn thấy tình huống này liền biết Phùng Khả Hân rất có thể là sinh non. Bà vội vàng lấy máy liên lạc ra, gọi cho bác sĩ, vừa lo lắng vừa trách đối phương. Mang thai còn hẹn mình ra gặp làm cái gì? Bạn thật là... Dù sao cũng không giữ được. Nhậm Sinh, tao xin lỗi, tao không ngờ con cũng đến, làm con sợ rồi. Phùng Khả Hân áy náy nhìn Nhậm Sinh. Mấy hôm nay bà thật sự cảm thấy tuyệt vọng, nên mới hẹn Thẩm Thu Thạch ra ngoài gặp mặt, tâm sự một chút. Thậm chí còn muốn mặc kệ buông tay cho đứa bé trong bụng ra đi. Nhưng không ngờ Thẩm Thu Thạch lại dẫn theo một thiếu niên đến, làm cho bà có chút hối hận. Không sao, không sao.
Nhậm Sinh nói, hai tay không tự chủ được mà ôm lấy đầu của mình. Mấy bảo bảo của cậu chắc sẽ không sảy đâu ha. Bạn đừng có bi quan như vậy mà, biết đâu có thể giữ lại. Thẩm Thu Thạch vội vàng ngồi xuống cạnh Phùng Khả Hân, đỡ Phùng Khả Hân dựa vào người của mình. Lúc này mới cảm nhận được cô bạn của mình gầy yếu tới cỡ nào, cả người nhẹ tên. Trong lòng cũng khổ sở nói, nè, ăn một chút gì đi, bác sĩ sắp tới rồi. Phục vụ còn chưa kịp bưng thức ăn lên, nên Thẩm Thu Thạch lấy túi của mình mò mẫm một lát. Chỉ mò ra được mấy viên chocola, mỹ dung hình con thỏ. Mới sực nhớ lúc nãy ra khỏi nhà, mình quên mang theo quà vặt. Đang tính nhét chocola trở về, đột nhiên bà nhớ đến Nhậm Sinh có từng nói, thứ này cũng có thể trị thương. Nghĩ như vậy, bà liền cầm chocola, nhét vào miệng của Phùng Khả Hân. Chocola này, mùi vị tệ quá. Phùng Khả Hân nhẹ giọng nỉ non, miệng nhai mấy cái rồi nuốt tất cả vào bụng. Đến nước này, còn kén cá chọn canh nữa. Thẩm Thu Thạch trừng mắt liếc nhìn bạn của mình, nước mắt nhẹ nhàng lan dài nơi khóe mắt. Phùng Khả Hân mỉm cười nói, mình từ bé chỉ thích mọi thứ này, bạn không nhớ sao? Đợi đứa bé đi rồi, vậy mình có thể thích cái gì liền ăn cái đó. Máu kìa! Nhậm Sinh một tay ôm đầu, một tay chỉ váy của Phùng Khả Hân. Ta xin lỗi. Phùng Khả Hân thì thào, đưa mắt nhìn Nhậm Sinh, nở nụ cười yếu ớt mang theo áy náy. Thẩm Thu Thạch không dám di chuyển Phùng Khả Hân, chỉ có thể lặp đi lặp lại nói là sẽ ổn thôi. Vừa sốt ruột, ngóng trông bác sĩ tới, cảm giác một giây trôi qua, không khác gì là một năm. Nhưng kỳ lạ là trong chốc lát, Phùng Khả Hân lại đột nhiên nói, cơ thể của mình giống như lại có sức, bụng cũng không đau nữa. Thật sao? Thẩm Thu Thạch mừng rỡ hỏi. Có lẽ đứa bé đã đi rồi. Phùng Khả Hân cười khổ, lấy từ trong túi ra một dụng cụ chiếu lên bụng của mình một cái. Thế nào rồi? Thẩm Thu Thạch vội vàng hỏi. Đứa bé vẫn còn. Phùng Khả Hân khiếp sợ nhìn bụng của mình. Mới nãy bụng của bà liên tục quặn đau từng đợt, nhưng tại sao bây giờ lại giống như không sao rồi? Còn là tốt rồi. Tình trạng của đứa bé giống như tốt lên. Phùng Khả Hân thì thào, đột nhiên bà ngẩng đầu, kéo tay của Thẩm Thu Thạch hỏi. Mới nãy, bạn cho mình ăn cái gì vậy? Chocola dưỡng nhan. Thẩm Thu Thạch nói, cũng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Nhậm Sinh. Chocola Nhậm Sinh cho bà không phải dùng để dưỡng nhan sao? Tại sao lại kiêm thêm an thai nữa? Nhậm Sinh rón rén bước qua, vươn tay cầm lấy cổ tay của Phùng Khả Hân dò xét tình trạng thân thể của bà. Cơ thể bị hao tổn rất nghiêm trọng, không thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi mới khiến cho thai nhi sảy mất. Mà trong thuốc dưỡng nhan kia cũng có chứa chất dinh dưỡng. Linh lực trong dưỡng nhan đan đối với nữ nhân này lẫn đứa bé trong bụng đều có tác dụng, cho nên mới có thể bảo vệ đứa bé kia. Nhưng mà Nhậm Sinh đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng rất có khả năng sẽ gặp phải tình trạng không đủ dinh dưỡng. Như vậy, có khi nào cậu cũng sẽ bị sảy thai giống như nữ nhân này hay không? Nghĩ như vậy, Nhậm Sinh liền kìm không được mà bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Trong lòng cũng án giận Triệu Lan Vũ kết hạt ít quá. Chocola đó, mình vẫn còn nè, bạn ăn thêm một ít đi. Thẩm Thu Thạch lại nhét một nồi chocola vào miệng của bạn mình. Phùng Khả Hân cố gắng nhai chocola, không quên nói cảm ơn. Cũng ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị một luồng nhiệt cực nóng đốt cháy hoàn toàn. Ngay lập tức có một nam nhân tướng mạo cao lớn xông vào. Khả Hân! Nam nhân nhìn bộ dáng của Phùng Khả Hân lúc này, ánh mắt lập tức đỏ lên. Phùng Khả Hân vẻ mặt yếu ớt nằm đó, hai mắt đẫm lệ, trên váy lon lộ vết máu, miệng không biết nhai nhai cái gì đó. Nam nhân rất hiếm khi thấy vợ mình chật vật như vậy. Lần cuối cùng nhìn thấy chính là lúc bọn họ mất đi đứa bé thứ hai của mình. Nam nhân ngây dại một lúc, lát sau mới bước về phía trước, nửa quỳ xuống bên cạnh Phùng Khả Hân nói, Khả Hân, không sao hết, em đừng sợ. Đứa bé mất rồi thì cũng không sao cả. Nếu không có con cũng không sao, vậy tại sao còn để Khả Hân mang thai? Thẩm Thu Thạch cả giận nói. Bà dùng sức ôm lấy Phùng Khả Hân đi ra ngoài. Triệu phu nhân, Khả Hân là thê tử của tôi. Quá ra ông còn biết Khả Hân là thê tử của mình sao? Thẩm Thu Thạch hừ lạnh một tiếng, nói, Bảo Tiêu, ngăn người này lại. Hai bảo tiêu mà Triệu Lăng Vũ phái đi theo bọn họ đang đứng bên cạnh Nhậm Sinh, vẻ mặt có chút chần chờ. Ngược lại Nhậm Sinh trong lòng đang lo lắng cho bảo bảo của mình, lại đột nhiên ném ra Tiểu Lục. Cậu ghét nhất là mấy tên có lửa. Cậu ghét nam nhân này. Chồng của Phùng Khả Hân, é Leno, họ là Wesley. Gia tộc Wesley tuy rằng thua kém năm gia tộc lớn với mọi đời hậu đại, đều có dị năng giả cấp ếch, nhưng cũng không thể xem thường. Dị năng của gia tộc Wesley là hỏa,
Dị năng của Eleanor lại đạt đến cấp A. Sức chiến đấu của hắn ở khắp thủ đô tinh cũng có thể xem như là rất mạnh. Nếu là đơn đả độc đấu, thậm chí có thể đánh bại cả những dị năng giả cấp S không quá am hiểu chiến đấu. Cũng chính bởi vì là như vậy, nên hai bảo tiêu mà Triệu Lăng Vũ phái đi bảo vệ Nhậm Sinh cùng Thẩm Thu Thạch mới không ra tay. Bọn họ sợ trong lúc chiến đấu với đối phương sẽ không thể bảo vệ được Nhậm Sinh với Thẩm Thu Thạch. Bọn họ là bảo tiêu, bảo vệ cố chủ mới là nhiệm vụ hàng đầu. Nhưng mà không chờ tới bọn họ có động tác, Nhậm Sinh đã ra tay trước. Nhìn thấy Nhậm Sinh quăng đàn mạng quấn trên tay ra, hai bảo tiêu lập tức bước tới chắn trước mặt của cậu. Bọn họ biết rõ thực lực của Én Lê Mô, lúc này cũng ngầm đoán được kết cục bị đốt thành tro của gốc đàn mạng kia. Bảo an của họ sở Tuần Vi cũng vội vàng chạy đến. Trong lòng thầm mắng Nhậm Sinh quá mức lỗ mãng, một dị năng giả nhỏ tuổi như vậy lại còn là hệ thực vật nổi danh với tính công kích yếu nhất, lại ra tay đánh Eleanor trước, chẳng phải là muốn ăn đòn hay sao? Nhưng mà sự thật cứ cố tình ra ngoài dự đoán của mọi người. Tiểu Lục là ai? Là một gốc đàn mạng yêu có thể trói cả cái chiến hạm để đằng lão tha về nộp cho liên bang. Có thể nói đa số chiến tích hiển hách mà đằng lão góp cho liên bang phần lớn đều nhờ công của Tiểu Lục. Tuy rằng hỏa luôn là thứ mà thực vật ghét nhất, nhưng nhờ có Nhậm Sinh sử dụng linh lực bao trùm toàn thân Tiểu Lục mà nó hoàn toàn không cảm thấy sợ chút nào. Tiểu Lục lao ra ngoài, thân thể liên tục kéo giãn ra. Chẳng mấy chốc đã trói kín cả người của Eleanor. Hơn nữa, cho dù Eleanor có dùng cách nào thôi động dị năng cũng không thể tổn thương được nó một chút xíu nào. Cả phòng nháy mắt yên tĩnh, gương mặt của Eleanor ai nấy đều quen thuộc. Tuy người này không phải là người của quân đoàn số 1 lẫn quân đoàn số 2, nhưng lại là trưởng quan cao cấp bậc nhất của đội quân cảnh vệ thủ đô tinh, có cả quân hàm thiếu tướng. Nếu không phải vì như vậy, làm sao hắn có thể xông vào hội sở Tường Vi này dễ dàng như vậy? Nhưng mà hiện tại, thiếu tướng Wesley lợi hại như vậy là bị người ta dùng đàn mạng trói lại. Nhìn thiếu niên Nhậm Sinh, gương mặt non choẹt, ai nấy cũng đều kinh ngạc, tới rớt cả cam. Thẩm Thu Thạch thì ngược lại vô cùng đắc ý, Nhậm Sinh khiến bà thật sự rất tự hào. Mà buông tôi ra! Eleanor phẫn nộ quát một tiếng, hai mắt chăm chăm nhìn Phùng Khả Hân, sắc mặt có đôi chút tuyệt vọng. Khả Hân! Hắn cùng Khả Hân dìu dắt lẫn nhau sóng vai đã hơn 100 năm, tình cảm vô cùng thâm hậu. Trong thâm tâm hắn chưa bao giờ muốn hai người tách ra, nhưng mấy ngày nay Khả Hân lại nói với hắn muốn ly hôn. Còn đang không biết làm cách nào để Khả Hân từ bỏ ý định này đi, thì hắn lại nghe tin Phùng Khả Hân mang thai. Khả Hân mang thai tự nhiên sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa, hắn cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời tìm rất nhiều bác sĩ xem bệnh cho Khả Hân, trăm phương nghìn kế muốn bảo vệ đứa bé trong bụng. Nhưng bây giờ đứa bé cũng mất rồi. Nhìn vết máu lon ở trên váy của Khả Hân, Eleanor cảm thấy vô cùng chói mắt. Bên kia Phùng Khả Hân hai tay ôm bụng, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Dị năng của bà là thủy có hơi yếu một chút, độ tương xứng lại không cao, cho nên chẳng những khó mang thai còn khó giữ lại thai nhi. Tình huống như vậy cũng rất thường gặp ở các dị năng giả cấp cao. Rất nhiều đôi vợ chồng cũng bởi vì nguyên nhân này mà chia tay, mỗi người một ngã. Bà từng cho mình và Eleanor rồi cũng sẽ như vậy. Nhưng mà đứa bé mà bà cứ ngỡ đã mất đi hiện tại lại vững vàng nằm im trong bụng của mình. Thấy Phùng Khả Hân ngơ ngác không nói gì, Eleanor càng nôn nóng. Khả Hân, em không sao chứ? Eleanor rất muốn đến bên cạnh vợ của mình an ủi, nhưng lại bị đằng mạng trói thật chặt, không cách nào cử động được. Hắn phẫn nộ nhìn Nhậm Sinh, quát. Mau buông tôi ra, mau thả tôi ra. Cũng ngay lúc này, Nhậm Sinh đột nhiên hất hất mấy tiếng, ánh mắt cũng đỏ lên. Thiếu niên trắng trẻo mềm mềm đột nhiên miếu máu đỏ bừng hai hốc mắt, thoạt nhìn liền cảm thấy vô cùng đáng thương. Đám người tụ tập bên ngoài xem náo nhiệt, nhất thời đồng loạt ném cho Eleanor ánh mắt khiển trách. Cái lão thô lỗ này đúng là hù dọa cậu bé sợ hãi tới khóc rồi kìa. A Nhậm, Thẩm Thu Thạch cũng nhìn Nhậm Sinh, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sao tự dưng đứa bé này lại thương tâm khóc như vậy? Chẳng lẽ tên Eleanor kia dùng dị năng làm tổn thương nó hay sao? Di Di, Nhậm Sinh chớp chớp hai mắt cho nước mắt thấm ngược trở lại, sau đó đưa tay sờ sờ tóc trên đỉnh đầu của mình, đáy lòng hối hận muốn chết. Mới nãy quan Tiểu Lục ra trói cái ông cao cao kia lại làm cậu hao tổn một đống linh lực. Muốn bổ sung linh lực nhất định phải sử dụng tức nhượng chuyển hóa. Nhưng hiện tại trong tay của cậu chỉ còn là một có chút xíu tức nhượng tối qua Triệu Lăng Vũ cung cấp.
Bốn bảo bối của cậu vẫn luôn hấp thu linh lực của cậu, nhu cầu lại càng lúc càng lớn, cơ hồ là vượt quá dự tính của cậu. Mà cậu lại không biết tới chừng nào Triệu Lăng Vũ mới lại kết hạt một lần nữa. Nếu như không có đủ tức nhưỡng, vậy tức là thiếu linh lực, vậy bốn bảo bảo của cậu có phải cũng sẽ bị sảy hay không? Hồi đó mỗi lần kết hạt, Nhậm Sinh bởi vì cảm thấy cần quá nhiều năng lượng nên không muốn cung cấp, mặc kệ nó đơm hoa kết quả thành mấy cá nhân sâm tử nhỏ nhỏ. Nhưng lần này không phải kết quả mà là bảo bảo của cậu. Nếu sớm biết như vậy, cậu đã không đào tạo cái đám linh thảo kia rồi, vô duyên vô cớ lãng phí tức nhượng, tiêu hao linh lực. Nhậm Sinh càng nghĩ càng đau lòng, cố lắm mới kìm nén không để cho mình rơi nước mắt. A Nhậm, em không sao chứ? Ngay lúc này, trước mặt xuất hiện một nam nhân cao lớn, cúi đầu nhìn Nhậm Sinh hỏi. Lăng Vũ! Nhậm Sinh ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện người nọ là Triệu Lăng Vũ, vội vàng giơ tay ôm lấy đối phương, vùi mặt vào bả vai của Triệu Lăng Vũ, há miệng cắn một cái. Lớp da bên ngoài của người này sao lại dày như vậy? Hại cậu sắp bị sảy thai rồi này. Nhậm Sinh cắn như vậy với Triệu Lăng Vũ mà nói chẳng khác nào là gãi ngứa. Y khẽ nhíu mày, ánh mắt như lưỡi đao quét về phía Eleno. Tính ra mà nói thì Eleno cũng xem như là trưởng bối của Triệu Lăng Vũ. Ngày trước khi Triệu Lăng Vũ còn nhỏ, hắn từng ôm qua vài lần. Nhưng lúc này bị Triệu Lăng Vũ liếc một cái như vậy, hắn lại bất giác lạnh cả người. May mà Triệu Lăng Vũ cũng không nói gì thêm. Ôm Nhậm Sinh, xoay lưng đi ra ngoài, lên phi hành khí. Thẩm Thô Thạch trừng mắt hắn một cái, cũng xoay người đi theo. Eleno đứng tại chỗ hồi lâu mới hồi thần, lúc này mới phát giác đằng mạng quấn trên người của mình đã rút đi từ lúc nào. Hắn được thả ra, nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ còn tuyệt vọng khôn cùng. Người của đội cảnh vệ thủ đô Tinh rất nhanh liền đến nơi, tiến hành sửa sang đền bù cho hội sở. Eleno nghe người xung quanh bàn tán về mình, bàn tán về Triệu Lăng Vũ, dần dần tỉnh táo trở lại. Hắn tuyệt đối không thể mất đi thê tử của mình. Phi hành khí của Triệu Lăng Vũ lên là do Ngô Xuất điều khiển. Thấy đám người lục đục đi lên, Ngô Xuất hoảng sợ hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế? Lão đại, không lẽ ở thủ đô Tinh có người dám ăn hiếp người của anh sao? Ai thế? Mới nãy lão đại nhà mình đột nhiên lạnh cả mặt, nhanh chóng lao ra khỏi quân đoàn. Hắn đã cảm thấy vô cùng nghi hoặc rồi. Bây giờ mới hiểu được nguyên nhân lão đại nổi giận. Có người dám ăn hiếp người của lão đại. Thiếu tướng Wesley, Triệu Lăng Vũ nói, một đường chạy đến đây, y quả thật lo chết đi được. Mãi đến khi ôm Nhậm Sinh vào trong lòng mới cảm thấy yên lòng mà thở phào một hơi. Hôm nay, lúc ở quân đoàn, y vẫn thường xuyên ngóc một cái thiết bị quan sát trên người của Nhậm Sinh. Mới đầu phát hiện tình huống của Phùng Khả Hân, y chỉ cảm thấy việc này mình nhúng tay không tốt lắm, cho nên cũng không có làm gì. Nhưng chỉ trong chớp mắt, y lại thấy Eleno. Phát hiện lão Eleno kia lại dám ra tay với Nhậm Sinh, y vừa sợ vừa giận, thậm chí không thèm nghĩ ngợi, liền chạy đến hiện trường. Lại nhìn thấy Nhậm Sinh vẻ mặt miếu máu thương tâm. Thiếu tướng Wesley, cũng không tệ mà, sao lại như thế này? Ngô Sức kè đặt đích đến cho phi hành khí, khởi động chế độ tự điều khiển. Vừa quay đầu qua, liền thấy Thẩm Thu Thạch đang dìu Phùng Khả Hân, liền đưa tay gãi gãi mũi, coi như là tự hiểu rõ ngọn nguồn. Eleno là người có dị năng mạnh nhất gia tộc Wesley, cũng là người có tương lai nhất gia tộc. Cha mẹ ông vẫn luôn kỳ vọng ông có thể sinh ra một hậu duệ cường đại, nhưng vì này lại cứ khăng khăng cưới về một nữ nhân không có khả năng sinh con cho mình. Vài ngày trước, gia tộc Wesley từng loan tin Eleno sắp sửa ly hôn. Ngô Sức lúc ấy còn đồng tình với vị thê tử của hắn một chút, hoàn toàn không ngờ nữ nhân này lại là bạn thân của Thẩm Thu Thạch. Trên phi hành khí, không ai lên tiếng trả lời Ngô Sức. Triệu Lăng Vũ lo lắng vỗ về Nhậm Sinh, Thẩm Thu Thạch cũng khuyên bảo an ủi Phùng Khả Hân. Cũng không lâu lắm, phi hành khí bay đến Triệu gia. Lăng Vũ! Thẩm Thu Thạch gọi con của mình lại, tính hỏi chuyện về chocola dưỡng nhan kia, rốt cuộc là như thế nào. Nhưng Triệu Lăng Vũ lại ngắt lời bà. Mẫu thân, con có chút việc, bác sĩ có lẽ đã đến rồi. Thẩm Thu Thạch cũng sực nhớ chuyện Nhậm Sinh đột nhiên thương tâm. Phải rồi, con đi coi Nhậm Sinh trước đi. Trên tay bà vẫn còn một ít chocola dưỡng nhan kia, cũng không cần vội vàng đi hỏi rõ ràng làm gì. Việc cấp bách trước mắt vẫn là kiểm tra cho Phùng Khả Hân đã. Triệu Lăng Vũ ôm Nhậm Sinh trở về phòng. Việc đầu tiên là hoàn toàn không lưu tình kéo Tiểu Lục đang quấn quýt bên người Nhậm Sinh ném ra ngoài, sau đó mới hỏi. A Nhậm, em làm sao thế? Tại sao bỗng nhiên thương tâm như vậy? Cảm xúc của Nhậm Sinh thật sự rất là bất ổn. Tôi sắp sảy thai rồi.
Nhậm Sinh liếm liếm mấy cái răng nanh có hơi đau vì cắn Triệu Lăng Vũ lúc nãy, hai mắt ương ướt, đưa tay ôm lấy đỉnh đầu. Là Phùng Khả Hân sảy thai cơ mà, việc này can hệ gì tới Nhậm Sinh đâu. Triệu Lăng Vũ rất là khó hiểu. Rốt cuộc là làm sao? Mấy bữa nay, Bảo Bảo cần linh lực càng lúc càng nhiều. Tôi lại phải chia linh lực để thúc sinh linh dược. Tức nhuận cũng sắp xài hết rồi. Nếu không có tức nhuận, tôi sẽ bị sảy thai giống Phùng Khả Hân cho coi. Nhậm Sinh sầu lo nói, cũng tại thế giới này hết, chẳng có một chút xíu linh lực nào. Chẳng phải tối qua tôi mới cung cấp tức nhuận cho em sao? Triệu Lăng Vũ nhớ lại chuyện tối qua, liền hỏi. Nhưng mà tôi không biết tới khi nào anh mới kết quả nữa. Lúc trước không có Bảo Bảo thì một tháng một lần cũng đủ xài. Nhưng mà bây giờ có tới 4 đứa, cần quá trời năng lượng luôn. Còn phải thúc sinh linh dược nữa, một tháng ít nhất phải 5 lần mới đủ xài. Nhậm Sinh cẩn thận tính tính. 5 lần, nếu một tháng mà y mộng tin những 5 lần, tuyệt đối là có bệnh. Triệu Lăng Vũ mấp máy môi, thật sự không biết nên nói gì. Phải làm sao bây giờ? Nhậm Sinh nhìn Triệu Lăng Vũ, tôi không muốn mất Bảo Bảo đâu. Hơn nữa cái ông xấu xa kia, bởi vì vợ của mình mất Bảo Bảo, liền đòi ly hôn. Tôi không có Bảo Bảo, có phải anh cũng sẽ không cần tôi không? Cái tên xấu xa mà Nhậm Sinh bảo đó là Eleno. Triệu Lăng Vũ có chút đáng thương cho lão kia. Đầu tiên là Eleno hoàn toàn không có ý muốn ly hôn. Dù cho có thật là ly hôn đi nữa, thì tình huống của Eleno cùng Phùng Khả Hân hoàn toàn khác với hai người bọn họ. Nhậm Sinh vốn dĩ là không thể sinh con. Y làm sao có thể bởi vì Nhậm Sinh không có con mà không cần Nhậm Sinh. Nhưng mà Nhậm Sinh giống như thật sự coi mấy khỏa hạt kia là bảo bảo của mình, còn đòi dưỡng. Triệu Lăng Vũ cúi đầu khẽ hôn lên tóc của Nhậm Sinh, nói: "Em yên tâm, tôi sẽ không bao giờ bỏ em. Nhưng tôi cũng muốn Bảo Bảo." Nhậm Sinh nói, đồng thời làm cho mấy khỏa nhân sâm trên đầu hiện ra. Bốn khỏa nhân sâm tự vẫn là màu xanh lục, giống như to ra một chút. Hai ba hôm gần đây, Nhậm Sinh giống như cảm giác được có tim đập từ bên trong truyền ra. Cái loại cảm giác quyết mạch tương liên này khiến cho cậu không kiềm chế được bản thân trầm mê vào trong đó. Triệu Lăng Vũ đã muốn tập thành thói quen, thì thoảng âu yếm vuốt ve mấy khỏa nhân sâm tử, hoặc là dựa theo yêu cầu của Nhậm Sinh trò chuyện với chúng. Cũng không biết có phải vì như vậy mà bị ảnh hưởng hay không. Hiện tại y càng nhìn mấy khỏa nhân sâm này thì càng thấy thuận mắt. Nghĩ tới chuyện nếu Nhậm Sinh không đủ tức nhưỡng cung cấp thì chúng sẽ bị héo rũ, cũng có cảm giác rất là tiếc nuối. Nếu đã quyết định sẽ trồng bốn quả hạt giống này, xem chúng nó như con của mình, vậy y cũng nên cố gắng hết mình để chiếu cố chúng nó thật tốt. Triệu Lăng Vũ nghĩ như vậy, cắn răng quyết định. Một tháng 5 lần phải không? Về sau tôi nhất định sẽ cho em. Thật sao? Nhậm Sinh hỏi lại. Thật, Triệu Lăng Vũ nói. Nhậm Sinh vẫn cảm thấy lo lắng. Mỗi lần tôi kết quả đều tốn quá trời năng lượng luôn. Nhiều như vậy có khi nào sẽ làm thân thể anh bị hao tổn không? Nếu như làm thân thể anh hao tổn, vậy thì thôi đi. Cậu rất muốn có Bảo Bảo, nhưng vì đó là Bảo Bảo của cậu và Lăng Vũ. Nếu như vì vậy mà làm hại thân thể của Lăng Vũ, thì cậu thà không cần Bảo Bảo. Một tháng 5 lần cũng không ảnh hưởng gì lắm đến cơ thể của tôi đâu. Nhiều hơn nữa cũng không sao cả. Triệu Lăng Vũ nói, một tháng 5 lần đã là gì? Nếu có thể tăng tiến quan hệ với Nhậm Sinh, thì một tháng 50 lần y cũng cảm thấy là ít. Nhưng mà hiện tại mỗi lần đều phải do y tự mình ra tay, vẫn là ít một chút đi vậy. Thật sao? Nhậm Sinh mừng rỡ hỏi, sau đó là nhíu mày. Nếu vậy, tại sao lúc trước anh bảo mỗi tháng chỉ có thể 2 lần? Nếu muốn nhiều thêm, thì phải dùng phương pháp đặc biệt. Triệu Lăng Vũ ho nhẹ vài tiếng, trên trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Y thậm chí còn chưa có con, vậy mà phải đối mặt với dạng dạy kiến thức về cái gì đó với người khác. Nghĩ lại mới thấy ba y lúc trước sướng cỡ nào, vứt cho y cái thẻ tâm phiến liền phổi mong bỏ đi. Hay là y cũng bắt chước như vậy nhỉ, đưa cho Nhậm Sinh. Không, không được. Triệu Lăng Vũ ngay lập tức phủ quyết ý tưởng này. Nếu Nhậm Sinh học tri thức gì đó, kiểu gì cũng sẽ muốn thử một cái. Y nhất định phải ngăn ngừa tình huống này xảy ra. Phương pháp gì vậy? Nhậm Sinh tò mò hỏi. Dùng ngay bây giờ được không? Cũng được, em ra ngoài trước đi. Triệu Lăng Vũ nói, tại sao lại bắt tôi ra ngoài? Có phải sẽ làm thân thể của anh tổn thương không? Hay là anh muốn tự mình làm bị thương mình? Nhậm Sinh lo lắng, không được, tôi phải nhìn, nếu không thì thôi đi. Nói không chừng, cung cấp linh lực ít đi, mấy đứa nhỏ sẽ lớn chậm một chút xíu mà thôi. Nhậm Sinh vừa nói vừa sờ sờ mấy nhóc biến từ trái nho thành trái táo trên đầu.
Không như em tưởng đâu, ta vào phòng vệ sinh một lát. Triệu Lăng Vũ nói, quyết định tự mình động thủ kết hạt một lần nữa để Nhậm Sinh an tâm. Mỗi lần Triệu Lăng Vũ đi tắm đều không cho Nhậm Sinh theo cùng, cho nên Nhậm Sinh cũng không kiên trì đòi đi theo, khiến Triệu Lăng Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bởi vì y cài đặt cho Nhậm Sinh đầy đủ các loại quyền hạn, cho nên dù dùng khóa điện tử cũng không cách nào ngăn chặn Nhậm Sinh. Triệu Lăng Vũ vào phòng tắm, khóa trái cửa, sau đó hít sâu một hơi, vớ tay vặn vòi tắm rồi bắt đầu cởi quần áo, trong đầu nghĩ đến Nhậm Sinh, chuẩn bị tự mình kết quả. Hiện tại Internet vô cùng phát triển, thứ gì cần biết Triệu Lăng Vũ đều biết. Nhưng y từ bé đã phải huấn luyện thể lực, 18 tuổi thi vào trường quân đội, sao lại tiến vào quân đoàn. Mỗi ngày đều phải tham gia vô số huấn luyện ở quân đội, cũng đã đủ mệt phờ ngừa ra. Lại thêm Triệu Lăng Vũ vẫn luôn rất khắc nghiệt với bản thân, chỉ khi nào đến cực hạn mới chịu dừng lại. Luyện tập xong cũng không có thời gian đâu mà nghĩ tới nữ nhân. Mỗi ngày bò lên giường, liền lăn sang ngủ. Cuộc sống như vậy hết năm này qua tháng nọ, dần dần y cũng bắt đầu biến thành thói quen. Có đôi khi đột nhiên xuất hiện phản ứng sinh lý, y cũng chạy đi tắm nước lạnh một cái để đè mấy cái ý tưởng gì đó xuống. Mãi đến khi biết được Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ mới chính thức mở ra cánh cửa về mặt này, thậm chí đôi lúc cảm thấy dục cầu bất mãn. Nhưng mà y lại không thể chạm vào Nhậm Sinh, còn việc tự mình thỏa mãn. Nhậm Sinh lúc nào cũng bám dính lấy y, y nào có cơ hội tự mình giải quyết. Bởi nên Triệu Lăng Vũ hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm nào, thao tác cũng không thần thục. Nhưng cho dù là không thần thục thì sao, hiện tại Nhậm Sinh yêu cầu y một tháng phát giống 5 lần, y lại không thể không cho. Qua một hồi lâu mà hoàn toàn không có cảm giác gì, Triệu Lăng Vũ dòm xuống tay của mình, cảm giác tràn đầy thất bại. Tay của y rất thô ráp, không giống như tay của Nhậm Sinh, vừa mềm mại lại non nớt, không bằng cả mấy cái căn tô của Nhậm Sinh nữa. Y nhớ rất rõ cái cảm giác cả người như tê dại khi bị mấy cái căn tô kia lướt nhẹ trên da thịt. Khẽ thở dài một cái, động tác trên tay cũng nhanh hơn. Anh đang làm cái gì vậy? Nhậm Sinh tò mò nhìn tay của Triệu Lăng Vũ. Bàn tay của Triệu Lăng Vũ nháy mắt cứng đờ, một lát sau y mới hồi thần trở lại. Sao em lại vào đây? Y phục ở trên người của Nhậm Sinh rất mỏng, lại bị hơi nước bám dính vào người, thoạt nhìn rất gợi cảm. Anh vào đây lâu như vậy mà chưa có ra, tôi lo anh gặp chuyện gì đó, nên mới vối mấy cái căn vào trong lỗ thông khí mở khóa ra. Nhậm Sinh chỉ cái lỗ nho nhỏ phía trên. Mới đầu, cậu cũng không có nghĩ nhiều, nhưng thấy Triệu Lăng Vũ không giống như ngày thường, vào xối nước một cái liền đi ra, khiến cậu rất là lo lắng, sợ là Triệu Lăng Vũ làm chuyện tổn thương bản thân. Cậu suy nghĩ thật lâu, cảm thấy phải đích thân vào xem một cái mới yên tâm được. Liền dùng mấy cái căn tua men theo lỗ thông khí mở cửa ra. Mấy cái căn của Nhậm Sinh cũng nhiều công dụng thật nhỉ. Triệu Lăng Vũ quả thật không biết phải làm ra biểu tình như thế nào nữa. Ánh mắt của Nhậm Sinh lại chăm chú nhìn vào chỗ nào đó của Triệu Lăng Vũ. Chỗ này khó chịu hả? Phải sờ sờ sao? Mới lúc nãy cậu tiến vào liền nhìn thấy Triệu Lăng Vũ đang tự sờ chính mình. Nhậm Sinh nghĩ như vậy, nhanh chóng vươn tay ra. Không biết là do Nhậm Sinh quá nhanh tay hay là do bản thân không muốn ngăn cản, Triệu Lăng Vũ hoàn toàn không tránh né. Trước đó Triệu Lăng Vũ tự mình sờ sờ thiệt lâu mà cũng không có chút phản ứng nào. Nhưng Nhậm Sinh vừa mới chạm vào, y lại gần như lập tức buông súng đầu hàng. Tiếp đó còn chưa đợi y từ trong cao trào lui ra, đã thấy Nhậm Sinh nhanh chóng xử lý gọn lẹ hạt giống vừa mới ra lò. Quá ra chỉ cần làm như vậy là có tức nhưỡng hả? Nguyên lý suốt cuộc là thế nào vậy? Trên mặt của Nhậm Sinh tràn đầy háo hức như vừa phát hiện ra đại lục mới, nhìn Triệu Lăng Vũ hỏi. Mới nãy chỉ sờ sờ mấy cái thôi mà đã chạy ra nhiều tức nhưỡng như vậy rồi. Đợi tôi có phản ứng, sờ sờ mấy cái, sau đó sẽ có tức nhưỡng. Về sau em không cần phải lo là sẽ không đủ tức nhưỡng nữa. Triệu Lăng Vũ đóng lại vòi sen, nhanh chóng lấy quần áo mặc vào. Mỗi ngày anh đều có phản ứng thiệt nhiều nha. Nhậm Sinh vẻ mặt càng ngày càng nhiệt liệt. Cái cây này của Triệu Lăng Vũ lần nào cũng chọt đến cậu lúc cậu đang ngủ nha. Nhưng mà cứ mỗi lần như vậy, Triệu Lăng Vũ đều bắt đầu tiến vào tu luyện. Động tác mặc quần áo của Triệu Lăng Vũ nhất thời khựng lại, sau đó nói, mấy chuyện như vậy nhiều nhất thì cách một ngày một lần, làm nhiều quá không tốt cho cơ thể. Một tháng 15 lần, chắc cũng đủ cho Nhậm Sinh dùng rồi nhỉ? Quá ra là như vậy sao? Nếu thế thì, ít ít là đủ rồi.
Nhậm Sinh gật gật đầu, ghi tạc lời của Triệu Lăng Vũ vào trong lòng. Lại nghĩ, nếu làm như vậy vừa có thể thân thiết với Triệu Lăng Vũ, vừa có thể đạt được tức nhưỡng, liền cảm thấy cả người đều hăng hái. Tôi giúp anh cho. Có một câu đó là, muốn ăn thì tự lăn vào bếp đó thôi. Nghe thấy Nhậm Sinh bảo sẽ giúp mình, Triệu Lăng Vũ cả người lại sụt sịt có phản ứng. May mà lúc này y đã mặc xong quần áo. Triệu Lăng Vũ đưa tay ôm lấy Nhậm Sinh bế lên, nhìn không được nói. A Nhậm, tôi rất thích em. Tôi cũng siêu thích anh luôn. Nhậm Sinh lập tức đáp lại, vòng tay ôm lấy Triệu Lăng Vũ. Người này hiện tại là người quan trọng nhất đối với cậu, quan trọng hơn cả sư phụ nữa. Câu trả lời của Nhậm Sinh khiến cho Triệu Lăng Vũ trong lòng vui sướng. Mà ngoài cửa lúc này, Thẩm Thu Thạch lại đang nhíu mày nhìn Tiểu Lục. Nhậm Sinh giống như rất thích Tiểu Lục mà nhỉ. Hôm nay Tiểu Lục lại là đại công thần, không có lý nào lại bị nhốt ngoài cửa như vậy. Con trai mình rốt cuộc muốn làm cái gì mà ngay cả Tiểu Lục cũng không cho thấy. Thẩm Thu Thạch càng nghĩ càng sốt ruột, vội vàng gõ cửa. Chuyện gì vậy mẹ? Triệu Lăng Vũ mở cửa hỏi. Thẩm Thu Thạch nhìn một cái, liền thấy tóc của Triệu Lăng Vũ ướt nhẹp. A Nhậm đâu? Hai đứa làm cái gì đó? Sao lâu như vậy mới ra? Di Di! Nhậm Sinh ló đầu ra, tóc cũng ướt nhẹp, hơn nữa mặt mũi tươi rói rói, hoàn toàn không thấy thương tâm như lúc nãy. Hai đứa này mới tắm chung hay sao? Thẩm Thu Thạch càng nhìn càng hoài nghi, đột nhiên trong đầu nhớ lại một bộ phim thần tượng về tình yêu dành cho người lớn mà lúc trước bà từng xem. Trong phim, mỗi lần nữ chính hiểu làm cái gì, nam chính liền lôi nữ chính lên giường làm vài phát, sau đó hai người liền làm quà với nhau. Lúc trước xem phim, Thẩm Thu Thạch chỉ cảm thấy kịch bản của bộ phim rất là nhảm nhí, chỉ chăm lo vào yếu tố người lớn mà không thèm để ý tới chuyện tình yêu. Hiện tại ngẫm lại, không lẽ thật sự là có chuyện như vậy sao? Mẹ làm sao vậy? Triệu Lăng Vũ nhìn vẻ mặt thất thần của Thẩm Thu Thạch liền khó hiểu hỏi. Bác sĩ mới kiểm tra cho Khả Hân xong, nên mẹ mới tính hỏi xem có cần kiểm tra cho A Nhậm luôn hay không. Không cần. Triệu Lăng Vũ cự tuyệt ngay lập tức. Kiểm tra thôi mà, không tốn bao nhiêu thời gian cả. Thẩm Thu Thạch càng hoài nghi, tại sao con trai mình lại không muốn cho bác sĩ kiểm tra A Nhậm. A Nhậm, em vào phòng trước đi. Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh nói. Ừ, Nhậm Sinh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó xoay người trở về phòng. Tới giờ hấp thu tức nhưỡng rồi. Mẫu thân, Nhậm Sinh sẽ không làm kiểm tra. Đợi Nhậm Sinh vào trong rồi, Triệu Lăng Vũ mới nói. Tại sao? Thẩm Thu Thạch nhíu mày hỏi, nhìn thẳng vào Triệu Lăng Vũ nói. Lăng Vũ, có phải con đã làm gì A Nhậm hay không? Không có. Triệu Lăng Vũ lập tức trả lời, lại nhớ tới cảnh tượng lúc nãy trong phòng tắm. Y căn bản không có làm gì Nhậm Sinh, mà là ngược lại. Nhậm Sinh làm gì với y mới đúng. Hơn nữa về sau, vẫn sẽ tiếp tục như vậy dài dài. Thẩm Thu Thạch trong lòng vẫn là tin tưởng con trai của mình, nói. Vậy được rồi. À Lăng Vũ, chocola mà A Nhậm cho mẹ rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại có tác dụng dưỡng thai? Tuy là trước đó thông qua thiết bị giám thị, Triệu Lăng Vũ có thể thấy được tình huống bên Nhậm Sinh, nhưng đều là ngắt quãng không có rõ ràng. Lúc này nghe như vậy, liền mới hỏi lại. Mẹ chắc chắn chứ? Chắc mà, hiện tại đứa bé trong bụng của Khả Hân đã ổn định rồi. Nếu tiếp tục dùng, có lẽ không cần sợ sảy thai nữa. Thẩm Thu Thạch nói. Trong nhất thời, Triệu Lăng Vũ không biết nên buồn hay nương vui về cái tin này nữa. Nếu như thứ nghiên cứu ra chỉ là một loại thuốc trị thương, phỏng chừng sẽ không có mấy ai ở liên bang chú ý tới. Nhưng thuốc dưỡng thai thì rất nhiều đôi vợ chồng dị năng giả, bởi vì dị năng của cả hai xung khắc với nhau, hoặc là sức khỏe của phía phụ nữ khá là yếu kém, cho dù mang thai cũng rất khó đảm bảo có thể sinh hạ đứa bé bình an. Còn nếu như nam là dị năng giả mà nữ lại không phải, một khi may mắn có thai cũng rất có thể rơi vào trường hợp vì cơ thể mẹ không đủ cung cấp năng lượng mà đứa bé bị sinh non. Nếu thuốc dưỡng thai này thật sự có tác dụng, e là toàn bộ thượng tầng liên bang sẽ đều chấn động.